Ung thư cổ tử cung là một loại ung thư thường gặp. Ung thư cổ tử cung thường không có triệu chứng rõ rệt mà chỉ được phát hiện bằng các xét nghiệm. Các bác sĩ có thể chẩn đoán ung thư cổ tử cung khi khám sức khỏe định kỳ như phết tế bào cổ tử cung và xét nghiệm HPV. Có tới 99,7% trường hợp ung thư cổ tử cung là do nhiễm virus gây u nhú HPV gây ra. Các yếu tố khác ảnh hưởng tới sự tiến triển của HPV thành ung thư cổ tử cung bao gồm hút thuốc lá, tiếp xúc với chất độc môi trường, nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục như HIV, bệnh lậu và chế độ ăn uống dinh dưỡng. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Trọng Điểm, chuyên khoa ung biếu 2, biện pháp quan trọng nhất mà bạn có thể làm để ngăn ngừa ung thư cổ tử cung hiệu quả là tiêm phòng HPV và tầm soát ung thư cổ tử cung thường xuyên để phát hiện sớm những tổn thương tiền ung thư và kịp thời điều trị. Thực phẩm tốt giúp ngăn ngừa ung thư cổ tử cung Tăng khoảng 100 gram rau xanh hoặc trái cây mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ ung thư cổ tử cung. Các loại thực phẩm tốt nên ăn hàng ngày như trái cây và rau quả nên ăn phong phú nhiều loại với đa dạng màu sắc và kết cấu gas phức hợp, chẳng hạn như gạo nguyên hạt, mì ống, bánh mì và rượu vang. Quả hạch, các loại hạt và dầu ô liu chứa chất béo không bão hòa lành mạnh để thay thế chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa. Thảo mộc và gia vị, ví dụ như hành và tỏi chứa nhiều chất chống oxy hóa tốt. Sữa tách béo và sản phẩm từ sữa tách béo như format và sữa chua, các loại đậu như đậu Hà Lan, đậu lăng, đậu nành, đậu đen và đậu đỏ. Các thực phẩm cần tránh, cần tránh hoặc hạn chế những thực phẩm có khả năng gây viêm cao có liên quan đến tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung. Thói quen sử dụng thức ăn nhanh của nhiều người, đặc trưng bởi các loại thực phẩm chế biến sẵn, ít có chất xơ và nhiều đường, làm tăng tình trạng viêm và liên quan đến sự phát triển của bệnh ung thư. Do đó, những thực phẩm cần hạn chế bao gồm: thực phẩm nhiều đường bổ sung, thịt chế biến như thịt nguội, thịt đỏ như thịt bò, thịt cừu, thịt lợn và thịt một số động vật có vú khác, thực phẩm nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa nên hạn chế ăn thức ăn động vật và các nguồn chất béo bão hòa và chuyển hóa được sản xuất công nghiệp có thể thúc đẩy sự phát triển của khối u ung thư. Hạn chế thực phẩm dễ gây viêm nhiễm và tăng cường rau quả, những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa sẽ giúp giảm nguy cơ ung thư cổ tử cung. Cần thực hiện quan hệ tình dục an toàn, không nên quan hệ tình dục quá sớm, quan hệ với nhiều bạn tình, giữ vệ sinh âm đạo, nhất là sau khi sinh hoạt tình dục. Nếu có viêm nhiễm phụ khoa cần đi khám và điều trị dứt điểm.